Nằm trong chuỗi hoạt động tháng thanh niên năm 2023, sáng ngày 26 tháng 3, huyện Đoàn Thới Lai phối hợp Đoàn khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ, Tổng công ty Phát điện 2 và Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ và xã Trường Thắng tổ chức khởi công công trình thanh niên thắp sáng đường quê tại xã Trường Thắng, huyện Thới Lai. Công trình được thực hiện tại ấp Trường Phú có chiều dài 1.300m, dự kiến gần 52 cột đèn chiếu sáng dọc theo tuyến lộ với tổng kinh phí 200 triệu đồng. Trong đó, Đoàn khối doanh nghiệp tài trợ 40 triệu đồng, huy động từ sự hỗ trợ của các bạn đoàn viên thanh niên và sự đóng góp của bà con nhân dân trên địa bàn 160 triệu đồng.